Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình trạng biệt thự có giá hàng chục tỷ đồng bỏ hoang không khó bắt gặp ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Hà Nội. Theo thời gian, những căn biệt thự này đều để cỏ mọc tùm, rêu mốc bao phủ, không chỉ gây lãng phí mà còn tạo ra một không gian đô thị ma dù đã có chủ. Anh Trần Thái Sơn, chủ căn biệt thự tại một khu đô thị phía Tây Hà Nội cho biết, căn cứ theo giá thị trường hiện tại, căn biệt thự của anh có giá khoảng 28 đến 31 tỷ đồng. Mức giá này hiện cao gần gấp 3 lần so với giá anh mua căn biệt thự này năm 2010. Chia sẻ về lý do căn biệt thự này hơn 10 năm qua vẫn bỏ hoang, anh Sơn cho rằng dù bỏ hoang nhưng giá trị căn biệt thự vẫn tăng, trong khi hạ tầng và tiện ích khu vực còn vắng vẻ, khiến nhu cầu thuê và giá cho thuê cũng không cao. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư hoàn thiện của căn biệt thự này cũng mất hơn 1 tỷ đồng. Giai đoạn mua căn biệt thự này, tôi cũng sử dụng đòn bẩy tài chính tới 60% giá trị của nó. Nếu tiếp tục hoàn thiện để cho thuê nhưng giá thuê không được cao sẽ tạo ra áp lực trả nợ lớn cho tôi, anh Sơn nói. Cũng theo anh Sơn, bài toán hoàn thiện để cho thuê hay bỏ hoang cũng được anh nhiều lần cân nhắc tìm lời giải. Nhưng xét về lợi nhuận, việc hoàn thiện cho thuê là không khả thi. Căn biệt thự của tôi có tổng hơn 500m² sàn. Việc đầu tư hoàn thiện đơn giản cũng tiêu tốn khoảng 1,5 đến 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, giá cho thuê căn biệt thự này ước tính cũng chỉ được 30 đến 35 triệu đồng một tháng. Như vậy, tôi phải mất 5 đến 7 năm mới thu hồi được khoản vốn chi ra để hoàn thiện. Chưa kể, còn hàng loạt việc phát sinh về quản lý, lãi vay và hư hỏng công trình, anh Sơn nói. Theo anh Trần Đình Nguyên, một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp ở Hà Nội cho rằng, biệt thự là một sản phẩm bất động sản thu hút sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư trong bất kỳ giai đoạn nào của thị trường. Nhà đầu tư mua được biệt thự thường là đại gia và những người sử dụng đòn bẩy tài chính. Ở thời điểm sốt nóng, có nhà đầu tư họ sẵn sàng vay ngân hàng tới 70% giá trị để mua biệt thự nhằm mục đích đầu cơ mà không có nhu cầu ở, kinh doanh, cho thuê. Còn đối với nhà đầu tư là đại gia, họ sẵn tiền, việc mua biệt thự của họ có thể là cho oai, giữ tiền mà không quan tâm tới việc sử dụng như thế nào, anh Nguyên chia sẻ. Cũng theo anh Nguyên, nếu không phải là người mua có nhu cầu ở thực thì đa số nhà đầu tư mua biệt thự sẽ chấp nhận bỏ hoang mà không tính tới hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Điều mà những chủ căn biệt thự này quan tâm là giá tăng như thế nào hay lúc cần tiền mới bán. Giá hoàn thiện bên trong công trình biệt thự thấp nhất dao động từ 3 đến 4 triệu đồng một mét vuông. Ví dụ, chi phí hoàn thiện một căn biệt thự 200m², 3 tầng là khoảng 1,8 tỷ đồng đến 2,4 tỷ đồng, anh Nguyên dẫn chứng. Lý giải về tình trạng biệt thự bỏ hoang tại nhiều khu đô thị ở Hà Nội, một số chuyên gia bất động sản cho rằng đây là hệ quả của một thời gian dài thị trường bất động sản phát triển bùng nổ. Người người, nhà nhà đầu tư bất động sản, các đại gia địa ốc đã quá kỳ vọng vào một nhu cầu ảo mang tính đầu cơ hơn là nhu cầu thực tế của người dân. Chia sẻ về thực trạng này, theo ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, mối tương đồng giữa sản phẩm đầu ra, các loại hình nhà ở, khu đô thị và nhu cầu của xã hội chưa đồng nhất. Ngày trước, không ít chủ đầu tư làm phân khúc này chủ yếu tập trung vào sản phẩm nhà ở, không chú trọng đến việc hạ tầng, tiện ích sống. Cũng theo ông Nghiêm, có xử lý triệt để được tình trạng bỏ hoang hay không là câu hỏi khó, bởi trong hệ thống văn bản pháp luật hiện nay không cấm việc sở hữu nhiều nhà, cũng không hạn chế việc kinh doanh bất động sản. Còn theo một vị giám đốc doanh nghiệp địa ốc, tình trạng biệt thự bỏ hoang xảy ra nhiều ở những khu đô thị cũ. Hiện nay, nhiều khu đô thị mới mọc lên được chủ đầu tư chú trọng, đầu tư đầy đủ tiện ích, không gian xanh nhằm thu hút nhà đầu tư cũ. Có chủ đầu tư còn đưa ra các chương trình ưu đãi khách hàng là chủ các căn biệt thự hoàn thiện đưa vào sử dụng, tránh tình trạng biến thành khu đô thị ma. Ngoài ra, việc không bỏ hoang biệt thự còn thúc đẩy tiện ích của các khu đô thị phát triển, vị giám đốc doanh nghiệp địa ốc chia sẻ. Trong giai đoạn 2008 đến 2012, cuộc đua xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị kiểu mẫu được diễn ra. Theo đó, nguồn cung phân khúc biệt thự, nhà liền kề tăng mạnh. Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2013, thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng và nhấn chìm không ít khu đô thị vào vòng xoáy trượt giá, kém thanh khoản. Trải qua thời gian thị trường phục hồi, đến giai đoạn từ năm 2019 đến đầu năm 2022, giá nhà liền kề, biệt thự tại các khu đô thị liên tục tăng giá chóng mặt. Ghi nhận của chúng tôi, một số khu đô thị phía Tây Hà Nội trong giai đoạn đó có mức tăng giá trung bình từ 25 đến 30% một năm, thậm chí có những căn nhà chỉ trong vòng 2 năm đã tăng giá gấp đôi. Tại khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, dù hàng loạt căn biệt thự nhà liền kề vẫn bỏ trống, không có người nhưng vẫn có giá chục tỷ đồng. Đơn cử, một căn nhà liền kề rộng 100m² nằm tại mặt đường 17m. Thời điểm đầu năm 2020 có mức giá khoảng 50 triệu đồng một mét vuông, thì nay giá căn liền kề này đang được trao bán với mức giá 105 triệu đồng một mét vuông,
tương đương gần 10,5 tỷ đồng. Một căn liền kề nằm tại mặt đường 30m có diện tích 110m2, thời điểm năm 2021 có giá khoảng 75 triệu đồng một mét vuông, thì nay đang được trao bán với giá 150 triệu đồng một mét vuông, tương đương 16,5 tỷ đồng. Thêm một căn biệt thự rộng 300m2 nằm tại mặt đường 17m, thời điểm 2020 có giá 47 triệu đồng một mét vuông, thì nay cũng được trao bán với giá hơn 106 triệu đồng một mét vuông, tương đương gần 32 tỷ đồng. Theo anh Xuân Thành, chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết, cách đây hơn 3 năm, giá nhà đất tại khu đô thị Vân Canh dao động khoảng 40 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, đến nay giá chủ nhà trao bán đều cao hơn 2 đến 25 lần trước đó. Cụ thể, đối với những căn nhà nằm ở mặt đường 12,5 m, giá dao động từ 75 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Tại mặt đường rộng 17,5 m2, giá các căn nhà dao động từ 90 đến 95 triệu đồng một mét vuông. Còn nhà liền kề biệt thự tại mặt đường 30 m, mức giá dao động từ 100 đến 130 triệu đồng. Các biệt thự có những căn ở vị trí đẹp, chủ nhà trao bán khoảng 150 triệu đồng một mét vuông. Anh Thành cho biết, mức giá nhà liền kề, biệt thự tại khu vực này tăng mạnh do trước đó theo sức nóng của thị trường bất động sản chung và thông tin huyện Hoài Đức sẽ lên quận. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, việc triển khai xây dựng hạ tầng mạnh mẽ ở khu vực này như đường vành đai 3.5 kết nối khu vực Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì và dự án nối dài đường Trần Hữu Dực với Phạm Hùng, khiến việc kết nối khu đô thị Vân Canh và vùng trung tâm được rút ngắn thời gian và quãng đường, anh Thành nói. Anh Thành cho biết thêm, thực tế, mức giá trên đã giảm so với thời điểm đầu năm ngoái khoảng 15-20%. Những người mua ở đây đa phần nhằm mục đích đầu tư tích sản, nhu cầu ở rất ít. Do vậy, hiện nay, nhiều căn nhà liền kề biệt thự tại khu vực này vẫn để không, rêu mốc nhiều. Tương tự, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội, cùng với sự phát triển nóng của thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội những năm qua, kéo theo giá nhà liền kề biệt thự tăng dựng đứng trong giai đoạn từ năm 2019 đến đầu năm 2022. Theo anh Bá Toàn, chủ phòng giao dịch bất động sản tại Hà Đông cho biết, giá biệt thự liền kề tại khu vực này từ năm 2019 đến đầu năm 2022 trung bình mỗi năm tăng đều từ 20 đến 30%. Đơn cử, tại khu đô thị Dương Nội, năm 2020, giá biệt thự và liền kề ở mặt đường 17m có giá khoảng 70 đến 80 triệu đồng một mét vuông, còn ở mặt đường rộng 11,5 m có mức giá khoảng 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mức giá các căn ở đường 17m là từ 110 đến 120 triệu đồng một mét vuông, ở mặt đường 11,5 m có giá dao động từ 90 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Còn các căn nhà liền kề biệt thự tại đường rộng 27m đang được trao bán với giá từ 140 đến 160 triệu đồng một mét vuông. Theo anh Toàn, thực tế, mức giá rao bán trên đã giảm khoảng 20 đến 30% so với thời điểm đầu năm 2022. Song, nhiều chủ nhà dù rao bán lâu vẫn chưa tìm được chủ mới. Hiện nay, hầu hết các căn nhà tại khu đô thị này vẫn chưa có người về ở. Mức giá giảm so với đầu năm ngoái, nhưng nhiều chủ nhà đã mua trước đó đến nay vẫn lại rất nhiều, anh Toàn cho biết thêm. Tương tự, cũng trên địa bàn huyện này, khu đô thị Nam An Khánh cũng la liệt các biệt thự, nhà liền kề sau nhiều năm vẫn lác đác cư dân bỏ hoang. Theo khảo sát, hiện mức giá nhà shop house tại khu đô thị này đang dao động khoảng 75 đến 120 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Đơn cử, một căn shop house rộng 185 m2 đang được trao bán với giá 110 triệu đồng một mét vuông, tương đương gần 20,3 tỷ đồng. Thực tế, cách đây 3 năm, giá căn nhà này chỉ khoảng 50 đến 55 triệu đồng một mét vuông. Theo anh Khắc Hải, môi giới bất động sản An Khánh cho biết, mức giá rao bán trên đã giảm khoảng 20% so với một năm trước. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm đầu năm 2020, thì nhiều căn vẫn có giá cao gấp 2 lần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!